đã được chia sẻ cho lớp rồi ha. Thì á bây giờ mấy bạn đi á, thì giống như là năm ngoái mấy bạn cũng đã đi, mấy bạn biết rồi, thì tình hình như vậy khi bạn đến bệnh viện á thì mấy bạn phải là có cái sự là khai báo y tế. Alo, mấy bạn có nghe rõ không ạ? Vậy nghe ạ. À, rồi rồi ha. Rồi mấy bạn nhớ là mấy bạn phải vô cái khai báo y tế ha. Thì khai báo y tế có một cái app ở trên gọi là khai báo y tế điện tử thành phố Hồ Chí Minh á. Mấy bạn vô trong đó, mấy bạn khai báo y tế ha. Thì mấy bạn chọn là chọn cái vào cái mục á là nhân viên bệnh viện. Để share cái màn hình cho mấy bạn. Rồi, mấy bạn có thấy cái hình chưa ạ? Mấy bạn thấy cái hình ha. Cái hình này á, là hình mà chụp mà gọi là khai báo y tế á. Thì khi mấy bạn nhìn vô, mấy bạn sẽ chọn vô cái mục á, là nhân viên bệnh viện ha. Rồi, thì lúc mà cái chỗ mà cái khoa phòng á, mấy bạn để ý ha, bạn cứ khai thác điền cái thông tin giống như vậy ha. Họ tên của mấy bạn nè ha, ngày tháng năm sinh. Thì khi á, đặc biệt bạn chú ý cái chỗ mà khoa phòng á, thì mấy bạn đề vô dùm là bộ môn ung bướu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, giống như cái hình trên đây. Rồi, mấy bạn thấy, các bạn nhớ ha. Rồi, thì khi mấy bạn khai báo y tế xong á thì mấy bạn đi vô ha. Mấy bạn nhớ khi mà mình đến bệnh viện á thì mình phải gì, phải đeo thẻ. Và bây giờ bộ môn sẽ chia ra rất là nhỏ, các bạn đã nhận cái lịch rồi. Thì một ngày mấy bạn sẽ đi một khoa, và mỗi khoa đó mấy bạn chỉ ở đúng có 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì trong nhóm mấy bạn á, thì mỗi nhóm thì thường sẽ là có 7 bạn, thì các bạn chia làm sao thì tùy mình ha, tự sắp xếp. Ví dụ hôm nay nhóm này đi từ 8 giờ đến 9 giờ thì hôm sau nhóm đó đi từ 9 giờ đến 10 giờ, thì cái việc đó là việc trong nội bộ nhóm 7 người mấy bạn, các bạn tự chia làm sao các bạn chia ha. Bộ môn sẽ không có giải quyết cái chuyện mà chia như thế nào đó, để cho bạn tự linh hoạt. Rồi, nhưng mà bạn nhớ là phải có thực tập ở lâm sàng nha. Chứ thí dụ như tại thời điểm đó là những cái khoa đó nếu như mà không có sinh viên á thì sẽ người khoa phòng á, người ta sẽ phản ánh lại bộ môn, thì lúc đó mới điểm danh mấy bạn. Rồi, khi mấy bạn xuống dưới khoa thì cái nhóm đầu tiên á, thì bạn xuống dưới khoa mấy bạn in cái tờ giấy mà bộ môn có gửi cho các bạn là cái lịch mà các bạn đi ở khoa đó, thì các bạn in, mấy bạn trình diện cho khoa ha. Mấy bạn cũng sẽ nói là mấy bạn sẽ có 7 nhóm ha, cái nhóm đầu tiên ngày mai thứ hai đi á. Thì mấy bạn rất là khó với bạn là tại vì bạn là một cái nhóm đầu tiên đi theo cái kiểu này, do đó có thể là mấy anh chị bác sĩ trong khoa người ta sẽ rất là thắc mắc cái cách đi của mấy bạn. Thì mấy bạn trình diện, mấy bạn nói là mấy bạn có 7 người, nhóm bạn có 7 người và mấy bạn sẽ chia thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm đi 1 tiếng. Rồi thì mấy bạn theo cái sự sắp xếp ở khoa. Nếu bạn nhớ, bạn phải in cái tờ giấy đó ra thì bạn đưa, thì khoa người ta mới biết bạn đi thực tập như thế nào. Rồi, thì khi bạn trình diện xong á thì bạn sẽ theo cái sự phân công ở khoa. Bác sĩ ở khoa mà phân bạn đi khám bệnh nội trú hay là ngoại trú, hoặc là đi theo mấy anh chị bác sĩ mà làm bệnh án hay cái gì, thì mấy bạn sẽ phân theo cái sự phân công đó. Rồi
Rồi sau khi đó rồi khi các bạn tới 9 giờ thì cái nhóm tiếp tục sẽ lên ha. Còn những bạn đã thực tập xong thì làm gì? Đi về nhà luôn ha, đi về nhà luôn, không cần phải ở lại hay làm gì hết. Trừ khi mở khoa người ta muốn giữ mấy bạn lại thực tập gì đó thì tùy thuộc vào khoa. Nha bạn, hay bạn muốn ở lại thì tùy thuộc vào khoa. Tại vì trên khoa bây giờ không biết được cái số lượng bệnh nhân ra sao, có bệnh nhân có nghi nhiễm hay gì không thì là không ai biết được. Nên tùy vào tình hình ở khoa mà khoa có thể quyết định cho bạn ở lại thêm hoặc là cho bạn đi về. Nhưng mà về lịch chính thức của mình, ha, mình chỉ tập 1 tiếng đồng hồ thôi. Nếu như mà mấy anh chị bác sĩ ở khoa người ta muốn dạy mấy bạn thêm, mấy bạn muốn nghe thêm thì mấy bạn có thể ở lại khoa. Rồi. Thì khi mà bạn đi lâm sàng đó thì thí dụ ta dạy mấy bạn, nhưng mà mục tiêu của mấy bạn làm gì ở đó thì cũng giống như là mấy bạn đi những khoa lâm sàng khác, mục tiêu của mấy bạn làm á, mỗi khi mà 1 tiếng đồng hồ đó mấy bạn phải khám và làm ít nhất một bệnh án. Rồi thì mấy bạn nhớ rằng ha, bệnh nhân bạn sẽ làm một cái bệnh án và hình thức mấy bạn sẽ là đánh máy. Rồi khi mà bạn làm bệnh án như vậy á, mấy bạn sẽ khám lâm sàng bệnh nhân thì chắc chắn làm bệnh án thì phải khám bệnh và hỏi bệnh. Mấy bạn nhớ rằng nó khác với hồi xưa, cái lần này mấy bạn đi khám bệnh mấy bạn phải có face shield. Mấy bạn phải có mang khẩu trang là đương bắt buộc rồi ha. Mấy bạn phải có tấm kính che mặt ha, để bảo vệ cho mấy bạn nha. Tại vì bây giờ không biết được nếu bạn phân nội trú hay ngoại trú mình sẽ không biết được. Do đó mấy bạn phải xem gần như tất cả bệnh nhân là có yếu tố nguy cơ hết để bạn lấy mấy bạn tự bảo vệ cho mình ha. Rồi, thì khi mấy bạn xuống lâm sàng, mấy bạn khám bệnh, mấy bạn làm bệnh án thì mỗi ngày mấy bạn đều phải có một bệnh án hết. Mấy bạn hiểu không? Mỗi ngày mấy bạn đều có một bệnh án hết mà bệnh án đó sẽ có một hình thức là bạn về đánh máy ha. Thì bệnh án cách làm cái giao diện trình bày như thế nào á thì thứ thứ hai ngày mai á bác sĩ Trâm sẽ hướng dẫn thêm cho mấy bạn. Sau khi dạy cái bài tiếp cận ung thư phụ khoa thì sẽ hướng dẫn mấy bạn cách làm bệnh án. Thì khi bạn xuống lâm sàng, bạn làm bệnh án, bạn hỏi bệnh và làm bệnh án như vậy thôi, không cần mở hồ sơ chép cận lâm sàng. Tại vì mục tiêu các bạn muốn học là cái gì? Các bạn sẽ khám, bạn ghi nhận, khai thác cái triệu chứng lâm sàng bệnh nhân đến khám với mình là cái gì. Rồi bạn sẽ hỏi khai thác ha, rồi bạn khám bệnh, bạn ghi nhận thì bạn thu thập được những triệu chứng gì, mấy bạn mới biện luận trên những triệu chứng đó. Thì sau khi bạn đã biện luận xong, mấy bạn phải mới đề nghị được cận lâm sàng. Do đó cái bệnh án của mấy bạn nó không phải đơn giản, nó dừng ở cái mức là ví dụ như bạn ghi là lý do nhập viện rồi bệnh sử ha, rồi bạn ghi tiền sử, nó còn cái phần rất là quan trọng đó là phần biện luận lâm sàng. Cái phần đó rất là quan trọng, nó phải thể hiện trong bệnh án của mấy bạn. Tại vì mấy bạn thực tập có 1 tiếng đồng hồ thôi ha, cho đó cái thời gian mấy bạn thực tập nó sẽ là bị ngắn lại so với lại những khóa trước, mấy bạn không thể tiếp cận được nhiều bệnh nhân. Thì đó mấy bạn công việc mấy bạn phải về nhà, bạn phải tự đọc thêm cuốn sách. Thì sách mình đọc sách gì? Mình đọc trong cuốn sách là tiếp cận bệnh lý ung bướu á, dành cho sinh viên á ha. Mấy bạn đi vô trong cái thư quán ở trường á thì sẽ có một cái cuốn đó. Thì hồi trước thì bệnh nhân anh bộ môn cũng có một cuốn mới, nhưng mà hiện tại giờ mấy bạn đâu có thực tập được. Thì để hỏi liên hệ lại ha, để sẽ hỏi là bộ môn coi cái nguồn sách đó có sẵn không, có thể cho mấy bạn mượn rồi sau khi đó thì mấy bạn sẽ trả lại. Nhưng mà thôi mấy bạn đi mua một cái cuốn đó đi, tại mấy bạn có thể xài rất là nhiều. Cái cuốn là tiếp cận bệnh lý ung thư, mấy bạn vô trong cái thư quán trường á, mấy bạn mua cuốn đó. Rồi thì để ví dụ mấy bạn cách làm bệnh án vậy nè, để cái những cái nhóm đầu tiên thì mấy bạn sẽ để biết cách làm. Các bạn vô bạn hỏi bệnh, ví dụ bạn đi về tuyến vú đi ha, thì người ta nói với bạn là nhập viện vì khối u vú đi. Thì hôm nay ví dụ bạn biết rằng mấy bạn đã có lịch lâm sàng biết khoa nào nào hết trơn rồi, thì hôm nay bạn đi vô ví dụ khối u thì bạn đọc bài trước tiếp cận ở vú, thì bạn coi ví dụ như khối u vú đi thì nó gồm có những cái triệu chứng lâm sàng gì và có những cái chẩn đoán gì. Thì sau khi mấy bạn xem xong á, mấy bạn sẽ đi hỏi hỏi bệnh và khai thác đó, bạn khai thác biện luận ví dụ như bà bệnh nhân nhập viện vì khối u vú thì khối u vú nó gồm có những cái nguyên nhân vì ví dụ như là bú sợ tuyến nè ha, hoặc là bú dịp thể, hoặc là thay đổi sợ bọc. Thì trong cái bú sợ tuyến đó nó sẽ có những chất gì, chỉ ví dụ như là một cái khối chất di động đi, thì khi mà lâm sàng thì bắt buộc mấy bạn phải khám tính di động của khối đó. Các bạn hiểu không ha? Thì lúc mà biện luận mấy bạn mới biện luận ra được. Thì khi mấy bạn khám lâm sàng, bạn mô tả khối bú như sau ha, rồi sau cái cuối cùng mấy bạn ghi biện luận lâm sàng bệnh nhân nhập viện vì khối vú, khối ở ở vú thì có những cái nhỉnh nghỉ những bệnh lý ABCD gì đó. Rồi mỗi bệnh lý ABCD đó nó sẽ có những tính chất gì đó. Rồi trên cái bệnh nhân của bạn bạn khám được cái gì, do đó thì bạn lập luận là bạn nghĩ cái trường hợp này đó là bệnh ABCD gì đó, rồi từ đó bạn mới đề nghị ra cận lâm sàng như thế nào. Thì đó là cái cách mà bạn biện luận một bệnh án, chứ không phải đơn thuần là chỉ ghi một cái tóm tắt bệnh án ngắn gọn
là lý do nhập viện rồi chẩn đoán sơ bộ đề nghị lâm sàng không có ha, nó thể hiện nằm ở cái chỗ mà bạn biện luận lâm sàng á, thì để mình coi cái phần đó để đánh giá nữa bạn, mấy bạn có biết được hay không ha, có đi lâm sàng, có khám bệnh hay không, có tìm hiểu được hay không. Rồi cho đó mỗi bạn là phải cái bệnh án và bệnh nhân khác nhau ha. Rồi xong đó cuối là mỗi ngày thì gần như á, mấy bạn đi tổng cộng là 5 cái khoa ha, 5 khoa từ thứ hai đến thứ sáu. Thì các bạn có thể là mấy bạn đa phần mấy bạn sẽ sửa lại nội quy, mấy bạn sẽ có 5 cái bệnh án ha. Mỗi bạn đều phải có 5 cái bệnh án lận ha. Hồi trước thì các bạn nộp bệnh án ngay lúc đó luôn, còn bây giờ các bạn có thể cái việc mà mấy bạn thi cuối đợt á, thực tập á, các bạn sẽ không có thi liền mà có thể là gom 3 nhóm lại với nhau thi cùng chung với nhau. Do đó mấy bạn sẽ chuẩn bị 5 cái bệnh án đó và trong cái lịch học á, sẽ gửi cho mấy bạn. Thì mấy bạn sẽ có một lịch học thì nó sẽ có 3 cái buổi mà sửa bệnh án ha. Thì mấy bạn sẽ sửa những bệnh án này thì sẽ gửi cho mấy bạn cái lịch lâm sàng luôn, mấy bạn yên tâm ha. Thì lát mà thì sẽ gửi trên cái group của mấy bạn á, thì mấy bạn sẽ coi ha, rồi mấy bạn sẽ tự chia nhau. Thì vì nói trước mấy bạn sẽ chuẩn bị bệnh án ung thư cổ tử cung nè, ung thư đại trực tràng và ung thư vú nè. Rồi mấy bạn chuẩn bị bệnh án đó dưới hình thức là PowerPoint để gì khi mà giảng viên sửa mấy bạn còn chiếu cho tất cả mọi người xem được nữa ha. Rồi rồi mấy bạn có rồi thì còn 5 cái bệnh án kia ha, 5 cái bệnh án mà nổi khoa đó thì cuối đợt mấy bạn đi thực tập xong mấy bạn nộp lại, mấy bạn phải nộp lại ha, để rồi hoặc là trong thời gian mà nếu mà giảng viên dạy những cái bài mà nó có liên quan đến những khoa mấy bạn đã đi á, thì giảng viên có thể yêu cầu mấy bạn trình bày cái bệnh án mà mấy bạn đã làm trong cái thời gian đang đi thực tập lâm sàng đó. Ví dụ như hôm nay bạn đã đi khoa khoa phụ khoa mấy bạn đi ví dụ như là mấy bạn hôm nay bạn đã đi khoa ngoại ngoại năm rồi ha, thì mấy bạn phải biết được bệnh lý ung thư giáp ở đó. Thì sau khi bạn biết được bệnh lý ung thư giáp đó rồi, thì ví dụ hôm nay dạy bài đầu cổ đi, thì có thể sẽ hỏi mấy bạn là cái ung thư giáp đó mấy bạn gặp triệu chứng lâm sàng là gì, các bạn phải trình bày cái bệnh án của bạn ha. Các bạn không cần phải làm PowerPoint nhưng mấy bạn phải nắm được cái bệnh án của mình, biện luận hay cái gì đó rồi để trình cho giảng viên, để với lại trình cho bạn cùng lớp cùng biết luôn. Thì đó là cái bệnh cái đó là cái bệnh án bạn phải làm mỗi ngày. Còn ba cái bệnh án mà trình chính á, mấy bạn phải làm PowerPoint để bạn trình trong lớp của mình qua hình thức online. Rồi cái điểm thi cái này á ha, cái điểm thi thực tập á, thì nó chiếm khoảng chừng 30% cái số điểm cuối cùng của các bạn thôi. Tuy nhiên nếu mấy bạn rớt cái điểm thực tập này thì có nghĩa là điểm lý thuyết của bạn khả năng bạn rớt rất là cao ha, gần như ít khi nào mà qua khỏi lắm. Cái này nó là điều kiện cần để bạn mà bạn thi lý thuyết á, thì nó bị chi phối bởi những cái gì nữa. Bên cạnh cái việc bạn thi cái bài đáp án của bạn, nó còn phụ thuộc vào cái điểm bệnh án mấy bạn nữa. Ví dụ như mấy bạn đi làm thực tập, mấy bạn chăm chỉ, mấy bạn làm thì nó sẽ thể hiện qua cái bệnh án bạn nộp. Giống như những cái bài thu hoạch đó, nhiều khi mấy bạn nói là ủa tại sao thấy làm cũng được lắm mà điểm mấy anh chị trước của bạn làm cũng được lắm mà điểm ông bố thấp ha. Thì bạn biết làm sao không, khi mở cái bài thực tập đó ra, cái tờ mà lâm sàng nó đọc ra, nguyên một cái nhóm của đợt đó hả, viết y chang nhau, đúng một không phải nhóm đó nha, nhóm đó mà viết y chang cái nhóm trước đi luôn ha, cùng một cái câu văn y chang vậy, cùng bác sĩ đó dạy đúng một bệnh nhân vậy, đúng một cái câu nói vậy luôn, là thấy là không được rồi ha. Thì mỗi người cái bài thu hoạch là mỗi người là phải làm riêng. Thì đợt này có thể mình sẽ không có làm bài thu hoạch đó mà hình thức mình sẽ chuyển là 5 cái bệnh án mà các bạn đi ở mỗi khoa. Do đó mỗi cái bệnh án là nó phải khác nhau ha. Mấy bạn đừng có nghĩ rằng kiểm tra không được, tại vì hệ thống bệnh viện bây giờ là mọi thứ là online rồi. Thì chỉ cần có tên bệnh nhân ha, mấy bạn sẽ ghi tên bệnh nhân và số hồ sơ trong cái bệnh án của mấy bạn ha. Mấy bạn ghi nguyện XA gì đó, bạn ghi số hồ sơ vô. Chỉ cần như vậy là người ta có thể search ra được là bệnh nhân đó có phải đúng nằm ở khoa đó không, mà ngày nhập viện đúng cái đó hay không. Chứ bạn tự nghĩ ra sai là đương nhiên là cái bệnh án bạn nó không hợp lệ rồi. Do đó có những lý do tại sao mà mình bị mà hỏi xong không hiểu tại sao là mày được, hay thi lý thuyết nghĩ là mày được mà sao điểm thấp ha? Đó là có những lý do là như vậy. Rồi thì chỉ có như vậy thôi ha. Thì cái nhóm đầu tiên sẽ hơi gặp khó khăn á. Thứ nhất là gì, nhớ vô bệnh viện là bắt buộc là phải chích đủ vaccine ha, là các bạn biết rồi, các bạn đã được thử test covid, các bạn nhớ phải khai báo y tế. Và cái thứ ba là mấy bạn phải là khi mấy bạn khám bệnh mấy bạn phải mang cái face shield, bạn nhớ ha, đeo khẩu trang này nọ, chuẩn bị cồn sát khuẩn ha. Mấy bạn phải ráng cố, mấy bạn phải lúc nào cũng nghĩ là bệnh nhân là không biết có bị nhiễm hay không, như đó mình cách mình khám bệnh hỏi bệnh này nọ, mình phải nhắc nhở bệnh nhân đeo khẩu trang nữa ha, khi mình tiếp xúc với bệnh nhân
Mấy bạn nhớ rằng bạn phải nhắc nhở bệnh nhân đeo khẩu trang ha, tại vì gần như trong phòng mọi người đều đeo khẩu trang hết ha. Do đó nếu bạn tiếp xúc bệnh nhân, bạn phải nhắc nhở bệnh nhân đeo khẩu trang, nó đeo không đúng bạn mới ráng nhắc nhở tại đó để bảo vệ cho mấy bạn. Rồi về đồ đạc để đâu ha, thì mỗi lần đi có hai bạn thôi. Bây giờ cái phòng ốc nó cũng rất là khó khăn, do đó mình sẽ không có một cái chỗ nào mà để các bạn giữ cặp cho các bạn được, tại vì không có ai ở trong cái phòng đó mà để giữ cặp cho các bạn, tại vì mình đi có mỗi hai một tiếng như vậy á. Do đó đồ mấy bạn tự bảo quản nha, mấy bạn tự bảo quản, mấy bạn có thể đem đem ngắn gọn 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 nhẹ thôi. Chứ hồi trước mấy anh chị lớn thì mấy anh chị trước bạn thì còn có hội trường, bây giờ hội trường đó thì người ta đóng rồi, nó không có mở rộng ra được, do đó mấy bạn phải chịu khó ha, mấy bạn ráng chịu khó thôi. Rồi mấy bạn gửi xe thì mấy bạn gửi xe bệnh viện gia đình kế bên hoặc là gửi xe bên ngoài, tại vì khuôn viên bệnh viện cũng bú nhỏ, không có nhận giữ xe cho sinh viên. Rồi thì hình thức nó chỉ có như vậy thôi. Rồi khi mấy bạn xuống lâm sàng, các bạn nhớ ha, mấy bạn rất là cái mình đi với ngắn thì bạn ráng tập trung bạn khám lâm sàng giùm ha. Các bạn khám bạn coi cái bú vú mà bạn hỏi là cái bệnh ung thư vú cái xoang thương nó cứng như thế nào, bạn ráng bạn sờ một lần cho bạn nhớ cảm giác của mình ha. Rồi sau khi mình đi, mình trước khi mình đi lâm sàng á, mình đọc bài trước đi, ví dụ như cái khối người ta nói là cái ung thư vú là cứng đi ha, cứng chắc xượng gì đó, mình nhớ cái chuyện đó. Rồi sau đó mình đi vô mình sờ thử để mình biết cái cảm giác. Rồi còn nếu như mà mình biết cái mình đi vô mình đọc cái ví dụ mình học ung thư cổ tử cung đi, thì mình nhớ là ung thư cổ tử cung là xoang thương nó sùi nó loét, thì mình vô mình khám bệnh đó mình xin mình coi một lần để mình coi cái xoang thương nó sùi loét ung thư cổ tử cung như thế nào. Rồi mình tập trung một ca bệnh nhân mình hỏi bệnh án ha, tại vì khi các bạn hỏi xong á, nếu mà bạn chịu khó bạn hỏi xong bạn sẽ biết lý do nhập viện. Rồi lớp mình có bao nhiêu, lớp mình có khoảng chừng 10 người đi, thì 10 người hỏi 10 bệnh nhân khác nhau, bạn cũng đã học hỏi được lẫn nhau, bạn sẽ biết được à cái ung thư nó đến lý do là gì, nó bị làm sao làm sao làm sao. Mình sẽ có một cái nhìn. Bây giờ mình không có cơ hội tập tiếp xúc nhiều thì mình sẽ học hỏi qua bạn bè của mình ráng tập trung làm cái bệnh án mình cho nó tốt, cho nó hoàn chỉnh ha. Rồi nếu dùng vòng 1 tiếng đồng hồ đó mình hỏi xong một bệnh rồi, mình đã có đầy đủ thông tin để mình biện luận rồi, mình có thể hỏi thêm bệnh nhân khác cũng được. Nói chung mình ráng cố gắng mình khám được nhiều bệnh nhân thì mình sẽ có kinh nghiệm lâm sàng. Rồi sau khi mình khám bệnh mình có thắc mắc cái gì á ha, thì bây giờ mấy bạn sẽ ghi chú lại, rồi buổi chiều á giảng viên hướng dẫn á, mấy bạn sẽ hỏi vào giảng viên ha, và những cái ngày giảng viên dạy bài nào mấy bạn sẽ hỏi vào cái ngày đó. Rồi thì mấy bạn còn thắc mắc gì không, cái lịch đi lâm sàng làm bệnh án hay cái gì á thì sẽ gửi cho mấy bạn ha. Mấy bạn còn thắc mắc hay gì không, đặc biệt là cái nhóm mà sắp đi lâm sàng ung bướu đầu tiên nè. Cô ơi, Bạn hỏi đi bạn. vừa rồi sáng nay là có một bạn anh em test COVID bị dương tính đó cô, thì giải quyết sao cô? Thì nếu test dương tính thì báo với trạm y tế, thì đợt này không đi lâm sàng thôi bạn, rồi đợt sau đi bù lại thôi. Dạ rồi. À, với lại cái vấn đề thứ hai là cái đó có đợt mà năm 2 vừa rồi là tôi có những bạn rớt sinh lý á cô, là ngày 14 tháng 12 là thứ ba là sẽ thi thực tập sinh lý một buổi sáng, thì biết biết giấy phép nghỉ được không cô? Được, giấy phép nghỉ được. Dạ rồi, em cảm ơn Rồi. cô. Dạ rồi. Rồi, cái bạn mà bị như vậy thì bạn nhớ là gửi tên lại ha, cho bộ môn của đợt này không có đợt tập lý do là vậy đó. Rồi thì để đợt sau thực tập thôi chứ không có gì hết ha. Rồi cái việc bạn không có được, mấy bạn ráng cố gắng ha, mấy bạn nghỉ lâm sàng bạn phải có làm đơn xin phép, chứ bạn đừng để đi điểm danh rồi phát hiện ra bạn vắng mấy bạn chạy lên bạn năn nỉ ha, là không được. Thì bộ môn rất là dễ với mấy bạn, là ví dụ như mấy bạn có bận hôm đó ngày đó bạn bận hay là bị cái chuyện gì đột xuất, mấy bạn phải báo với nhóm trưởng ha, rồi nhóm trưởng có thể nhắn cho bộ môn là bạn đó bị cái gì đó, là làm đơn sau cũng được. Đã có những tình huống mấy anh chị lớp trước của mấy bạn á là nghỉ xong rồi ha, im lặng luôn, đi môn điểm danh vắng, xong tới cái ngày đi thi cuối cùng là vắng một buổi là cấm thi rồi, lên năn nỉ là hôm đó em vắng ABCD gì đó em không xin, đâu được ha, mấy bạn phải báo trước ha, báo ngày hôm đó, không cần phải làm đơn, chỉ cần báo cho nhóm trưởng biết, nhóm trưởng báo lại bộ môn là được rồi. Học rất là đơn giản nhé, bạn không có phải gì phức tạp của mấy bạn hết. Chỉ có đơn giản vậy thôi, bạn phải báo trước nha, chứ không có thể âm thầm lặng lẽ nghỉ rồi để khoa đi điểm danh là không được. Rồi mấy bạn còn muốn hỏi vấn đề gì, đi khó khăn gì thì bạn cứ báo, tại vì cái mình sẽ đợt đầu tiên mình đi theo cái kiểu như vậy á, thì chắc chắn bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, thì khó khăn đến đâu thì mình giải quyết đến đó ha. Thì nhóm sau của mấy bạn thì nó sẽ tốt hơn, đặc biệt cái nhóm đầu tiên đi á, thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn rồi. Rồi đi mua cuốn sách ha, đi mua nếu mà được thì mua cuốn sách tiếp cận bệnh lý ung thư á, ở thư quán á, các bạn coi cuốn đó, thì cuốn đó thì sẽ giải quyết trên cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân.
rồi mấy bạn khám bệnh, mấy bạn coi cách mà hướng mà biện luận luôn. Và rất là bệnh án đơn, rất là đơn giản ha mấy bạn. Nhiệm vụ bạn chỉ tập trung vô bệnh nhân thôi. Mấy bạn đặt tình huống mấy bạn là một bác sĩ phòng khám á, mấy bạn ngồi bạn nghe bệnh nhân khai bệnh với mình, rồi nghe bệnh nhân, mình khám bệnh nhân rồi mình nghĩ tới bệnh lý gì, mình đề nghị ra cận lâm sàng gì, chỉ dừng đến đó thôi nha. Không cần phải làm gì phức tạp hơn đâu. Nên không cần phải chạy lại mượn hồ sơ rồi ghi chép cận lâm sàng, không cần làm chuyện đó ha. Rồi, mấy bạn muốn hỏi gì nữa không? À cô, hồi nãy cô nói là đi đủ 5 buổi á cô, còn mấy bạn mà bị cắt lịch thi thì thi lại thì là còn 4 buổi thì có bị sao không cô? Bây giờ 4 buổi thì mấy bạn thi mấy giờ, mấy bạn phải đổi giờ. Ví dụ như tại vì chia tới 3 đợt luôn mà. Từ 8 giờ tới 9 giờ, 9 giờ tới 10 giờ, từ 10, hoặc là mấy bạn nhiệm vụ các bạn tự bạn đổi trong group, mấy bạn tự báo với nhau. Ví dụ như giờ cái nhóm đó, tại vì một tuần đi một tuần nghỉ đúng không, thì bây giờ mấy bạn phải đủ 5 buổi. Dự hôm nay bạn biết rằng đợt đó hồi trước bạn tới 5 đi 2 tuần lận. Ví dụ giờ đợt này bạn nghỉ, ok chứ các bạn nghỉ, nhưng mà ví dụ bạn sẽ kiếm bạn nhóm khác bạn đổi, bạn hiểu không? Ví dụ như hôm nay tuần này thứ ba bạn đi, bạn thi đi, thì cái nhóm sau đáng lẽ nhóm sau cái nhóm này thứ ba cũng quyền cái nhóm nó thi lại luôn, đâu có thì chắc là không phải đâu ha. Thì mình kiếm bạn nào đi thứ ba đó mình đổi bạn đó để mình có bình án, bạn hiểu không? Mà làm đơn xin đổi ngày ha, để mình có bình án để mình nộp Ý ha. là Rồi giống như là buổi sáng đó là tụi em thi có 15 phút thôi, tới là 8 giờ thi, 8 giờ 15 tụi em xong thì tầm chín tầm tầm thì rưỡi tùy hay các 9 bạn giờ. tự giải quyết, miễn mấy tự giải quyết. Dù 8 giờ 5 xong, dù nhóm mấy bạn có 7 người đúng không, các bạn chia làm 3 top đúng không, thì các bạn một là mấy bạn đi giờ đi vào giờ cuối cùng từ 10 giờ đến 11 giờ, tự trong nhóm mình tự thu xếp với nhau, hiểu Dạ không? dạ 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 rồi dạ À, rồi. hoặc là nếu bây giờ đi không được nữa, bây giờ bận quá thì sao, đi kiếm cái nhóm khác đi ngày thứ ba đó mình đổi đổi với người ta. Nhưng mà nhớ là không đổi đổi cái tuần mà mình nghỉ nha, tại vì mấy bạn tuần đi tuần nghỉ thì mình đổi với người với bạn cái tuần vào cái tuần mình nghỉ ấy, chứ đừng có đổi cái tuần mình đang đi nha, hiểu không? Dạ rồi. Tại vì bạn có 2 tuần đi tuần nghỉ, nó rất là linh động cho mấy bạn ha. Dạ. Rồi Dạ chị ơi, cho em hỏi là mục tiêu của từng khoa là gì đó chị? À, mục tiêu của từng khoa à, mấy em sẽ đi có mấy vài khoa, mấy bạn đi ở khoa mấy bạn sẽ trong cái cuốn đó nó sẽ có nói cho các bạn ha. À, mấy bạn học nói chung mấy bạn nên ráng bạn kiếm một cái bệnh án bạn làm ở đó đó thôi. Thì bây giờ để nói cho mấy bạn dễ thì đa phần cái khoa đó người ta đã chia mặt bệnh rồi, thì cái đặc điểm mặt bệnh của cái khoa đó mấy bạn cứ đi vô mấy bạn sẽ thấy đa phần cái bệnh đó, nó nổi bật ha. Giờ ví dụ như ngoại 4 là cái bệnh về cái vú ha, ngoại là ngoại. Bây giờ mấy bạn có cái lịch trên tay các bạn chưa, cái lịch mà trong group mấy bạn đã gửi cho các bạn, cái lịch đi lâm sàng bạn có trong tay các bạn chưa, các bạn mở lên đi ha. Rồi mấy bạn sẽ thấy cái gì, mấy bạn thấy rằng để mở lên cho mấy bạn. Các bạn đợi một chút ha. Mấy bạn đợi một chút để mở cái file đó lên. Rồi mấy bạn thấy cái file mà đề xuất thực tập lâm sàng ông bú vô ha. Các bạn nhìn vô cái file này ha. Rồi mấy bạn sẽ thấy cái gì ở đây. Mấy bạn sẽ thấy mình có đi những khoa gì, khoa xạ trị đầu cổ ha, hàm mặt tai mũi họng. Mấy bạn vô bạn hỏi cái khoa, mấy bạn ghi chú giùm ha, xạ trị đầu cổ tai mũi họng á, hàm mặt mũi họng á, đó là khoa xạ 3, hoặc là bạn hỏi nói nguyên cái tên khoa luôn, hoặc là mấy bạn nói khoa xạ 3 thì mấy chú bảo vệ á sẽ chỉ với bạn lên dễ hơn ha. Thì cái khoa này á, nó nằm ở cái lầu 3 khu E. Nói chung mà các bạn cầm cái tờ giấy này đi bạn hỏi người ta sẽ hướng dẫn mấy bạn dễ hơn là mấy bạn cứ cứ nói cái tên khoa này không á. Nhiều khi bạn không nhớ tên khoa bạn nó không đúng á thì bạn sẽ không có đi vô được ha. Rồi
Thì cái khoa đầu cổ hàm mặt tai mũi họng này á, thì bệnh lý nó nhiều lắm, nó có gồm có ung thư thanh quản nè, ung thư khẩu hầu nè, có nghĩa là amidan đáy lưỡi, ung thư hốc miệng nè, rồi ung thư vòm hầu nè. À, thì bạn muốn hỏi bệnh nào cũng được, miễn trong bệnh án đó thôi. Rồi nếu như mà được á, ở cái khoa này nè ha, các bạn ráng tập trung hỏi bệnh ung thư vòm hầu. À, nói chung mình hỏi bệnh, mình ráng mình kiếm một cái ca nào mà ung thư vòm hầu á, mình hỏi bệnh để mình ghi nhận cái triệu chứng ung thư vòm hầu là như thế nào. Tại vì đối với ung thư đầu cổ á, cái ung thư trong ung thư đầu cổ, ung thư vòm hầu là trong cái loại ung thư mà thường gặp nhất của mình. À, thì mình vô mình hỏi bệnh để mình nắm được cái loại ung thư mà thường gặp như vậy, để sau này mà mình có đi á, mình biết được cái bệnh lý nó là như thế nào, hiểu không? Đó, thì đó là mục tiêu ha. À, khoa này có thể kiếm bệnh lý ung thư thanh quản cũng có nè, ung thư khẩu hầu cũng như đáy lưỡi amidan cũng được, và ung thư vòm hầu, và ráng cố gắng khuyến khích mấy bạn ha tìm cái bệnh án về ung thư vòm hầu. Rồi à, nhớ ha. Rồi đối với khoa xạ trị phụ khoa đó thì mấy bạn sẽ ráng kiếm bệnh án ung thư cổ tử cung, tại vì mình ráng mình kiếm cái bệnh án nào mình thường gặp nhất đó, để mình học vô ha. Rồi rồi đối với lại ung thư ngoài, cái khoa mà ngoại tuyến vú là cái khoa đó chuyên về vú thôi, thì bạn ráng kiếm bệnh án gì ung thư vú ha. Rồi à, đối với ung thư mà ngoại đầu cổ hàm mặt á, thì cái khoa này á mấy bạn sẽ có những cái bệnh lý gì, mấy bạn sẽ có bệnh lý là ung thư đầu cổ chung ha. Rồi bạn ráng coi gì, các bạn kiếm mấy ung thư hốc miệng bạn coi, tại vì sau này mấy bạn có thể, mấy bạn không có thể làm về ung bướu hay mấy bạn làm những ngành khác, bạn coi ung thư hốc miệng, mấy bạn làm bác sĩ tai mũi họng bạn coi ung thư hốc miệng nó như thế nào ha. Rồi hoặc là mình có những người lưỡi không, bạn bị viêm lưỡi không, hay là bạn làm bác sĩ gia đình người ta đến khám bạn vì tổn thương ở lưỡi, mấy bạn biết có cái này có phải là viêm lưỡi không hay là nó là ung thư lưỡi, các bạn hiểu không? Mình nhìn vô mình ráng kiếm cái ung thư hốc miệng, mình coi thử trong đời của mình ha, những cái sang thương mà sùi lét hốc miệng ra sao, thì mấy bạn coi để mấy bạn nhớ bạn làm. Rồi bạn coi gì nữa, bạn kiếm bệnh án ung thư giáp. À, nhớ ngoại đầu cổ nhớ kiếm ung thư giáp nữa, ung thư giáp với bạn kiếm, với bạn hỏi thử coi cái ung thư tuyến giáp nó như thế nào, cái diễn tiến ung thư nó có giống như những bệnh lý ung thư khác hay không. Các bạn nghe ung thư là đau đớn sụt cân, các bạn hay, mấy bạn có một cái thói quen bạn làm bệnh án về ung thư á, các bạn hay nói là sụt cân á là tôi nghĩ tới ung thư ha, các bạn hỏi ung thư tuyến giáp thử coi có phải sụt cân không hay là tự nhiên lý do gì người ta đi phát hiện đó, rồi mình coi người ta có triệu chứng gì không, từ đó mình rút ra được trong bản thân của mình đó là ung thư giáp nó phát hiện tình huống là thế nào. À rồi cho đó mình ráng mình kiếm bệnh án ung thư giáp ở cái khoa ngoại đầu cổ hàm mặt ha. Còn nếu không được thì mình sẽ kiếm những bệnh án hốc miệng hay những cái đó, nhớ trong cái nhóm mình là những bệnh án khác nhau ha. Rồi ví dụ như lỡ mà mình có trùng, những cái bệnh án thường nó sẽ khác nhau tại mình đi những ngày khác nhau mà, còn nếu như mà lỡ mà nó trùng nhau á, thì bạn làm sao có nội dung, nó sẽ có nội dung mà nó trùng nhau một cái là nội dung với bạn là sẽ được đi kiểm chỉnh kiểm chứng lại là hai bệnh án là hỏi như thế nào, có giống nhau hay không hay là như thế nào, để coi có copy hay không hay là thật sự tình trạng bệnh nhân nó như vậy ha. Do đó mình ráng cố gắng đừng kiếm trùng, tại vì mình kiếm trùng cái là cái bệnh án nó sẽ được so rất là kỹ ha. Rồi đối với lại ung thư ngoại ngực bụng á, thì cái này á, các bạn sẽ hỏi về ung thư phổi cũng có, bạn có thể hỏi ung thư thực phổi, ung thư thực quản ha, ung thư đại trực tràng, thì tùy mấy bạn thôi ha, mấy bạn muốn hỏi bệnh án nào cũng được, nhưng mà mấy bạn biết sao bạn lựa những cái bệnh án nào mà ung thư mình nó coi như là nó phổ biến ha, chứ đừng lựa những cái ca nào mà hiếm gặp quá ha, tại vì mình lựa hiếm gặp quá sau này mình đi làm mình không có gặp, chừng nào mình làm chuyên khoa mới gặp. Ví dụ mình làm ở ngoài, nếu bạn nhớ kiếm bệnh lý ung thư gì đại trực tràng nè, à, cái họ hỏi thử bệnh lý ung thư phổi như thế nào, rồi hỏi ung thư thực quản nè, những cái đó dễ gặp hơn. Chứ bạn hỏi những ung thư về sạc cơm phần mềm, mà sạc cơm này nọ bú phần mềm hay là những cái gì mà nó đặc biệt quá thì nó hơi khó với bạn, là vì sau này mình học được con ca đó hả, tại vì mình làm bệnh án á, là mục tiêu á, là để mình ráng mình học được cái ca đó, mình học hết cả những cái vấn đề về cái ca đó ha. Thì đó mình lựa cái gì mà sau này mình ứng dụng nhiều quá ha, thì đó là cách học để mình biết. Rồi mấy bạn còn hỏi gì nữa không mấy bạn ơi? Dạ cho em hỏi thêm là À, hỏi đi sao bạn. quan hệ bác sĩ nào á chị? Em cứ vô đưa trình tờ giấy thôi, chứ ở giờ bây giờ em hỏi bác sĩ nào cũng không biết bác sĩ nào ở khoa luôn em. Em vô trình trình giấy hay em vô bác sĩ em nói là em là, tại vì cái hệ cái lịch lâm sàng của em á ha, thì bộ môn có thông báo cho bệnh viện ha, để được gửi mẫu bệnh viện, thì hồi nãy mới nói các bạn, các bạn phải in cái tờ giấy ra, bạn gặp bác sĩ trong khoa, bạn nói là sinh viên đi thực tập ha, thì ở bác sĩ trên khoa người ta sẽ hướng dẫn phân công cho bạn. Nếu mà có bác sĩ nội trú Phạm Ngọc Thạch á thì bạn đi vô nói, thì mấy anh có thể dẫn mấy bạn, anh chị có thể dẫn mấy bạn đi gặp ban nhiệm khoa, còn nếu không có mấy bạn phải tự
tự thôi ha, thôi mấy bạn cố gắng nha, tại vì hiện tại giờ mấy bác sĩ nội trú thì có thể một đa phần người ta cũng tham gia chống dịch đó, nên cái lực lượng ở khoa cũng đang ít, có khoa có nội trú, có khoa không có nội trú, nên nếu khoa nào không có thì bạn phải tự chủ động, mấy bạn phải in cái lịch đó ra thì bạn biết nói được, chứ bạn không có lịch trên tay thì bạn không biết nói như thế nào hết ha. Rồi mấy bạn còn hỏi gì nữa không? Dạ, vậy tụi em sẽ liên hệ với thầy cô ở bệnh viện để giảng dạy như thế nào chị? À, mình đâu có liên hệ giảng dạy đâu em, mình tập một tiếng rồi mình đi về, mình sẽ dạy vào buổi chiều online em. À, mình online từ 1 giờ, tại vì bữa đã nói giám trưởng rồi ha, thì mình sẽ gửi cho mấy bạn lịch online sẽ từ 1 giờ cho đến, tại vì mấy bạn có lịch mấy bạn tập cả buổi chiều luôn, thì để hạn chế cái việc tập trung mấy bạn, mình sẽ học online vào buổi chiều ha, thì chiều có thể 1 giờ 1 giờ rưỡi gì đó, thì tùy giảng viên thì người ta sẽ thông báo cho mấy bạn nha. Tại vì cái giờ đó mấy bạn cũng không học gì hết, nó nằm trong cái giờ thực tập của mấy bạn. Tụi em có thấy là trong lịch là có các anh chị đi Việt Đức đó chị, thì mình sẽ liên hệ như thế nào đó chị? À, mấy bạn đừng lo, mấy bạn nó tự liên hệ với mấy bạn ha, tại nhóm họ có rất là ít thì đã gửi lịch rồi, thì y Việt Đức thì sẽ tự liên hệ với mấy bạn tự vô group ha, tại vì họ sẽ tự đi kiếm mấy bạn, mấy anh chị Việt Đức sẽ tự đi kiếm mấy bạn thôi, tại vì lớp của Việt Đức thì chỉ có rất là ít ha, thì sẽ có một cái đường link để trong có một cái group của mấy lớp trưởng rồi, thì bộ môn đã báo mấy mấy bạn y Việt Đức rồi, nên mấy bạn đừng lo ha. Chủ yếu mình trong cái nhóm mình á, đi đúng theo cái lịch đó và mình sẽ tự sắp xếp phân chia rồi. Thì mấy bạn có thể hỏi nhóm trưởng của mình ha, về để nhóm trưởng mình liên hệ với lại nhóm trưởng của y Việt Đức để biết cái nhóm nào đi chung với mấy bạn, tại vì sẽ có một vài nhóm là có y Việt mấy anh chị y Việt Đức đi chung với mình, thì mình liên hệ nhóm trưởng để nhóm trưởng cho số điện thoại đó, bạn tự liên hệ là tự chia sắp xếp về với nhau. Rồi nói về cái bệnh án đó ha, mình sẽ có ba cái bệnh án đó, thì bây giờ tự mấy bạn ha, muốn lựa chọn nhóm nào trình thì nhóm nào trình cũng được. Thì giờ mình sẽ có ba cái bệnh án trình chính, thì có thể là hai cái là Y4, một cái là Y Việt Đức, hoặc là mấy bạn muốn làm luôn cũng được, thì tùy mấy bạn và nhóm Y Việt Đức tự thảo luận với nhau ha. Là bệnh án trình á, mình sẽ có ba cái bệnh án sửa đó ha. Còn đa phần mình học cái tiếp cận về lý thuyết, rồi lúc mà trong mà hướng dẫn lâm sàng nè, thì cũng sẽ hỏi mấy bạn trình bày những cái ca lâm sàng mấy bạn đã khám để mọi người cùng nghe cùng biết luôn ha. Rồi còn cái buổi trình bệnh án chính thì mấy bạn phải làm PowerPoint, thì có thể là y Việt Đức, mấy bạn y Việt Đức là một cái, mấy bạn làm hai cái, hoặc là nếu mấy bạn thấy nhóm mình đông quá mình muốn làm quá thì bạn làm luôn cũng được, thì tùy mấy bạn thôi ha, mấy bạn tự chia với nhau ha. Thì tối thiểu là mấy bạn phải tham gia nhiều hơn so với y Việt Đức, tại vì y Việt Đức có ít người hơn mình, thì có thể là nhóm mấy bạn hai cái bệnh án đi, còn y Việt Đức thì một cái bệnh án ha. Rồi mình tới ngày đó, thường trình bệnh án nó chưa chưa có bắt đầu từ bây giờ tuần sau đâu, thường lịch trình bệnh án thì sẽ liên thường là nó sẽ rơi vào cái những ngày cuối tuần, cuối vào cái mấy ngày đầu tiên mấy bạn sẽ học những cái tiếp cận à, mấy bạn chưa có trình bệnh án đâu, nên mấy bạn sẽ có một cái thời gian chuẩn bị ha. Các bạn bắt đầu trình cái bệnh án thì là nó nằm vào cái tuần thứ hai rồi, ví dụ như tuần đầu tiên bạn đi bạn có thể về chuẩn bị, do đó thì cái nhóm mà đi đầu tiên á, thì chắc là sẽ chuẩn bị bệnh án cái ung thư cổ tử cung trước, tại vì không thể để nhóm sau được, tại vì cái nhóm thứ hai tuần thứ, cái ngày thứ hai của tuần thứ hai là mình đã trình bệnh án ung thư cổ tử cung rồi, thì cái nhóm mà bắt đầu ta đi người ta đâu có chuẩn bị kịp đâu, do đó bạn tự sắp xếp với nhau để mình có bệnh án trình, tại vì trình bệnh án nó sẽ rơi vào tuần thứ hai của bạn. Tuần đầu tiên với bạn không có chỉ học về lý thuyết lâm sàng, cách tiếp cận mọi thứ, bắt đầu tuần thứ hai mình mới sửa bệnh án ha. Rồi tự thu xếp với nhau ha, tự chia với nhau, thấy cái nào hợp lý thì làm nha, chứ bộ môn sẽ cũng không quá can thiệp là nhóm này phải làm bệnh án nhóm kia phải làm bệnh án nha, mình tự chia với nhau để sao cho mọi người thuận tiện, hay hình thức tự bốc thăm hay gì đó. Rồi mấy bạn còn thắc mắc hay muốn hỏi gì nữa không? Dạ, chị cho em hỏi là khi mà mình hỏi bệnh nhân thì mình có những cái câu hỏi nào mình không nên hỏi không chị? Y mấy rồi mà hỏi một cái câu như vậy vậy? Dạ, tại vì em thấy là Em sợ điều gì? bệnh viện cũng bốn thì cũng có nghĩa là kiểu bệnh nhân cũng sẽ nhạy cảm hơn đó, nên em không biết là có những cái nào mà mình nên tránh, không nên hỏi. Rồi thì
trong thứ nhất là em thấy mình tránh mình không hỏi là mình không hỏi về bệnh, về cái tiên lượng sống còn của người ta, hay mình giải thích về bệnh ha, tuyệt đối không nói gì bệnh hết ha, không nói về bệnh tiên lượng mình không nói, tại vì các bạn đi lâm sàng bạn chỉ hỏi về triệu chứng lâm sàng thôi ha, chứ không có cần phải, bạn đâu có hỏi là ôi cô chú sống còn được bao, bác sĩ nói bệnh gì sống còn được bao nhiêu, mình đâu có cần phải hỏi những thông tin đó, tại vì đã nói bạn rồi, mình tập trung, mấy bạn đã có những kỹ năng đi lâm sàng từ rất nhỏ, từ hồi Y2 tới giờ rồi, thì mấy bạn hỏi những cái bệnh nhân trước như thế nào thì bạn hỏi y chang như vậy, cũng giống như những chuyên khoa khác lần trước bạn đi ha, giảng viên đều nói bạn không có nói bệnh cho bệnh nhân, cũng không nói tiên lượng cho bệnh nhân, không nói về cách điều trị cho bệnh nhân hết, tại vì bây giờ bạn không biết chắc chắn bạn nói có thể là nó sẽ bị sai. Mấy bạn chỉ dừng cái việc mà hỏi bệnh ha, tiền sử gia đình có liên quan bệnh lý như thế nào vậy thôi, chứ bạn không có đề cập đến là bác bệnh nhân hỏi tôi bị ung thư gì hay cái gì thì mấy bạn không có nói, tại thứ nhất là bạn cũng không biết bệnh nhân đang trong quá trình có chẩn đoán hay cái gì hay là thật sự gì chưa, tại vì mấy bạn đặt cái tình huống mấy bạn đi hỏi bệnh giống như mấy bạn đang ngồi phòng khám vậy á, bạn ngồi có một bệnh nhân đó đâu đến khám bệnh với bạn, khai cái triệu chứng đó, rồi nhiệm vụ của bạn là nghĩ cái triệu chứng này nó có những cái bệnh lý gì có liên quan gây ra triệu chứng này, rồi mình sẽ khám những cái gì để mình chẩn đoán được bệnh, mình biện luận đó, rồi sau đó mình mới đề nghị ra cận lâm sàng, thì lúc đó bạn đâu biết bệnh nhân có ung thư hay không ung thư thì bạn cũng đâu có nói được gì cho bệnh nhân, không phải bệnh nhân nào vô đó cũng chắc chắn là ung thư đâu nha ha, do đó mấy bạn cứ hỏi bệnh bình thường và không được nói về bệnh, không được nói về tiên lượng hay cái gì của bệnh nhân hết, chỉ dừng đến mức hỏi bệnh và khám bệnh thôi, xin phép khám bệnh, hỏi bệnh ha. Nếu mà khám bệnh nhân nữ mà khám khám vú thì mấy bạn nên để ý chút xíu ha, bạn nữ khám bạn nam, thí dụ như nếu mà bạn nam có bạn nam thì nên có giảng viên đứng kế bên, là có phải không, phải là giảng viên mà có mấy anh chị bác sĩ á, đứng kế bên thì nó sẽ được hơn ha, tại vì nó cũng hơi nhạy cảm. Rồi khám phụ khoa cũng vậy nha mấy bạn ha, thì đa phần có phụ khoa, khoa xạ hai là cái khoa mà ung thư cổ tử cung á, tại vì khám mấy bạn phải đặt mổ bịch thì mấy bạn nên xin phép mấy anh chị á, tại vì mấy bạn thấy nó đơn giản, mình có thể mấy bạn rất là giỏi trong cái việc sản khoa, bạn đặt dịch rất là giỏi, nhưng bạn không biết được ung thư nó chảy máu dữ lắm ha, nhiều khi mình không khéo á, mình đặt cái mổ dịch mình không biết cách đặt á, máu nó đổ ra là mình không có biết cách cầm như thế nào, là rất là khó, do đó ví dụ như khám phụ mấy cái hạch cổ hay sù lét gì đó ở ngoài da đó khám rất là đơn giản, nhưng mà ở trên phụ khoa thì mấy bạn khám thì nên có mấy anh chị bác sĩ đứng kế bên để cho mà nó an tâm hơn ha. Rồi các bạn muốn hỏi về đi lâm sàng nữa không? Dạ em cảm ơn chị. Mấy bạn cứ, tại vì đợt đầu tiên của mấy bạn rất là khó khăn, biết bạn rất là khó khăn ha, mấy bạn học thì mấy bạn cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhiều với bệnh nhân, do đó mình phải chịu khó thôi thì nó mới nghĩ được hình thức, là bạn làm bệnh án, bạn tập trung, bạn đọc sách, rồi bạn khai thác, các bạn phân tích, bạn suy nghĩ ha. Rồi sau đó những cái lớp mình á, ví dụ trong nhóm mình có 7 người đi thì rõ ràng mình hỏi được 7 cái bệnh nhân rồi, mà lớp mình có 60 người mình hỏi ít nhất cũng phải được 30 bệnh nhân rồi, sau đó mình mới tổng hợp lại tất cả những cái triệu chứng, thì những cái bài mà bữa mà tiếp cận á, thì mình sẽ nói là những cái triệu chứng đó, hoặc là bạn đi với bạn nghe bệnh bệnh án các bạn xem coi triệu chứng mình giống vậy không ha, mình hỏi bệnh nhân có giống vậy không, rồi bạn kia hỏi như thế nào, có dễ phát hiện bệnh hay không, thì khi mình học như vậy á, mình sẽ có thể là mình không hỏi được, mình hỏi được có một ca, nhưng bạn mình hỏi được nhiều ca ha, mấy ca khác tập hợp với nhau thì mình sẽ rút ra được những cái chung nhất của ung thư là như thế nào, triệu chứng lâm sàng như thế nào. Rồi ví dụ như trước khi đi tối nay hay, có thể là bạn lên mấy bạn tìm thử coi triệu chứng lâm sàng ung thư như thế nào, các bạn có thể lên bạn search lên những cái trang chính thống, hoặc là mấy bạn có thể search lên trên mạng cũng được, bất cứ trang nào cũng được hết, các bạn có lên coi báo báo đúng, có thể đúng hoặc sai không sao, các bạn cứ coi. Rồi bạn đi hỏi lâm sàng, ví dụ bạn coi những cái từ, những cái trang sách vở chính thống thì bạn biết được rằng à, khối u mô tả nó như thế nào đó, diễn tiến như thế nào đó, bạn nắm vô, bạn coi những cái báo trên mạng, ví dụ báo Lá Cải về ung thư cũng không cũng được, các bạn coi xong để bạn đi lâm sàng để bạn nhận biết cái gì, coi người ta nói sai chỗ nào ha, chứ sau này mình lại có một cái nhìn về sai, các bạn cứ coi báo người ta nói như ở ung thư ABCD gì đó bạn coi. À, và bạn đi lâm sàng bạn hỏi lại bệnh nhân coi cái triệu chứng nó có giống vậy không, rồi mình học mình coi giống gì không, để mình biết rằng à cái bài báo đó viết sai và sai chỗ nào, chứ không thôi sau này mình tiếp nhận thông tin mình không biết đúng hay sai hết à, tại vì mình đâu có cơ hội mình tiếp xúc đâu, các bạn cứ coi ghi nhận hết tất cả thông tin rồi bắt đầu sau này bạn đi lâm sàng bạn học bạn mới phân tích lại là coi có đúng hay sai. Mấy bạn đi lên thì mấy bạn đi 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 coi đi ha, rồi sau này sẽ có những cái bài để dẫn chứng ra những cái bài báo mà người ta đã sai như thế nào, người ta viết nó không hợp lý như thế nào để cho mấy bạn ha, thì để bạn biết đi lâm sàng mới biết được ha. Rồi sau này bạn ra ra trường rồi thì mấy bạn sẽ không có một cái sự mà nhầm lẫn á ha.
Rồi mấy bạn còn muốn hỏi hay cái gì nữa không? Mấy bạn cứ đi ha, mình gặp khó khăn ở đâu thì mình nói bộ môn đến đó thôi. Có thể là cái bạn biết rất là khó khăn, tại vì cái đi một cách mới như vậy á, nó sẽ không có giống như trước giờ bạn đã đi. Thì nếu gặp khó khăn gì, bộ môn sẽ có thể thay đổi cái lịch đi với những nhóm sau, hoặc thay đổi ngay trong cái thời điểm mình đi thực tập để cho thuận tiện với bạn nhất. Bạn nhớ ha, lúc nào cũng phải bảo vệ mình hết ha. Nói chung là mấy bạn phải đeo, có mấy bạn phải có face shield, kính che mắt nè ha. Rồi bạn phải có khẩu trang, rồi bạn phải mang phải có cồn sát khuẩn ha. Lúc nào bạn cũng phải trên tâm thế là không biết là bệnh nhân nó có bị nhiễm hay không nhiễm nha. Rồi mấy bạn có muốn hỏi gì nữa không? Đồ đạc tự bảo quản ha, bận áo lưu thì nhớ là bận đồ cẩn, bận áo lưu thì đừng có mang quá nhiều đồ ha, tại vì học có 1 tiếng đồng hồ ha. Giờ cũng về học online rồi nên không cần phải đem ba lô nhiều như mấy anh chị nhóm trước, thì mình gọn nhẹ bỏ vào shop hay gì đó thôi nha. Bạn chịu khó, tại vì phòng bộ môn thì không có ai ngồi, không có ai ngồi trực cái phòng phòng đó đó, nên không thể nào mở cửa cho bạn ra lấy đồ rồi xong rồi tới nhóm khác gì. Thí dụ như hồi xưa 7:30 thì tập trung được, còn giờ từng tớp vậy thì nó rất là khó ha. Thì bạn chịu khó chuyện đó. Rồi gửi xe thì bạn nhớ là gửi xe bên ngoài ha, có thể là bên bệnh viện Gia Định cũng được, hoặc là bạn gửi xung quanh bệnh viện Ung Bướu cũng có vài cái bãi giữ xe tư nhân á, thì bạn cứ sắp xếp cho thuận tiện mình thôi ha, cực nhất là cái nhóm mà đi đầu tiên á. Rồi mấy bạn muốn hỏi gì nữa không? Mấy bạn có muốn hỏi gì nữa không? Hỏi về cách thi cử ha, nói chung là thi cử thường nó sẽ dễ thôi, thì mấy bạn chăm chỉ ha, các bạn làm bình án tốt thì thái độ học tập tốt thì điểm sẽ thể hiện, nó sẽ đề nó sẽ đơn giản. Còn nếu mấy bạn mà để mà có người ta đi mà than phiền quá, các bạn không biết đâu ha. Nhiều khi nói các bạn về sinh viên bị than phiền các bạn không tin, chứ thật sự ra là mấy năm rồi ha, có một số năm mà những cái than phiền rất là hồi giờ đã online, chứ hồi trước thì than phiền có rất là những tình huống trên trời là không mình không nghĩ đến luôn ha. Than phiền rồi rồi viết đơn kiện lên rồi cho hộ lý nghỉ việc, rồi cái chuyện nó có xảy ra luôn ha. Rồi cô hộ lý rồi buồn khổ rồi nhiều chuyện lắm, nên vẫn nhắc lại ha, đi lâm sàng có chuyện gì thì báo lại bộ môn sẽ bắt đầu để thu xếp để hỏi lại mấy bạn và hỏi lại cái câu chuyện nó như thế nào, để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho mình, chứ đừng có tự ý giải quyết rồi viết đơn lên hỏi cái câu chuyện này, viết đơn lên cái công ty Pacific đó ha, than phiền về hộ lý ha, câu chuyện nó có rồi mà cô hộ lý đã bị luân chuyển trong cái đó mà câu chuyện nó không có liên quan gì cổ ha, mà mấy bạn cái nhóm nó hình như là viết đơn lên trên cái công ty của Pacific luôn á, chứ không phải là báo cho bộ môn hay là báo cho bệnh viện gì hết ha. Thì đó thì nói với bạn vậy thôi. Rồi các bạn đi lâm sàng gặp khó khăn gì thì cứ báo lại ha, thì bộ môn sẽ giải quyết cho mấy bạn. Rồi mấy bạn có muốn hỏi gì nữa không ha? Làm bệnh án thì mấy bạn yên tâm đi, cái form làm bệnh án thì trong cái cuốn tiếp cận ung thư á, cái trang ở phía dưới á, người ta cũng có một cái bệnh án ung bướu luôn, mấy bạn sẽ coi và làm theo cái sườn đó ha. Thì mấy bạn có 1 tuần lễ để ngâm cứu và làm như thế nào, để bạn cũng sẽ khai thác bệnh án thì thôi, để mình đánh cái bệnh án lại thì mấy bạn thi đi hết đợt, mấy bạn có thời gian để bạn làm ha. Rồi mấy bạn còn muốn hỏi gì nữa không? Rồi vậy ha, mấy bạn không muốn hỏi gì thì chúc các bạn thực tập tốt ha. Rồi thì sẽ gửi cho nhóm trưởng cái danh sách lịch học thì trong group của các lớp trưởng, thì bạn yên tâm ha, sẽ biết cái ngày nào mình học cái gì. Còn nếu mà ngày đó giảng viên có bận hay gì á thì người sẽ chủ động báo cho mấy bạn để dời qua học vào cái ngày khác, hoặc là cái buổi khác, cái giờ khác, các bạn cứ yên tâm ha. Rồi nếu mà mấy bạn không có thắc mắc gì nữa ha thì thôi chào các bạn đây ha. Rồi chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị.